Được không? Đẹp không? Đẹp không? Được không? Rồi, ok. Hello, hello mọi người. Hello Trung. Ngay bây giờ là mình đang ở Quảng Trị và hiện giờ đang gần kế bên cái cầu mà nổi di tích lịch sử. Cái cầu này tên có gọi là cái cầu Bến Hải, hoặc là coi như là cái cầu gì ta? Cái cầu ngày xưa gọi là chia cắt, chia đôi đất nước Việt Nam mình. Đó thì rất là nắng, nắng kinh khủng luôn, nắng nắng kinh khủng, là cái nắng của miền Trung thực sự là thấy là ấn tượng, thấy ghê gớm thiệt. Rồi chào Phúc Hữu, chào tất cả mọi người lại lần nữa nha. Ở đây thì có một mình đi theo một cái đoàn là đoàn người nhà, người địa phương của bà con, của một cái cô mà mình quen rồi hướng dẫn mình đi qua đây, chứ mình đâu biết đường đi đây. Thì đầu tiên thì mình giới thiệu một cái bức tượng đài, cái gì đây không biết nữa, để coi đây. Đây là bức tượng, đây là cái tượng đài. Cái tượng đài nói gì đây? Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, sông có thể cạn, núi có thể mòn, sông chân lý ấy, chân lý đó không bao giờ thay đổi. Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ok, đây là cái tượng đài. Mà hình như là đây nè, cái đường này vào cái cầu kia là cầu mới, cái cầu mà có cái lỗ đỏ là cầu mới, còn cái đầu cái cầu cũ là cái vẫn còn giữ nguyên hiện trạng nhưng mà ta không xài nữa. Đó, thì ở đây có những người dân địa phương cũng có bà con cô ấy hướng dẫn mình đi, chứ đúng ra là mình đâu có biết cái gì đâu mà đi. Trời ơi, ông bạn già tôi đâu mất tiêu rồi trời. Đó, tới gần chút, ở đây rất là đẹp, rất yên tĩnh, nhưng mà phải công nhận là ở đây là cái sự nắng nóng nó mới kinh khủng. Đây cái bức tượng đài này rất là hay, rất là hùng vĩ. Để chút xíu nữa mà tới cái cầu đó thì mình sẽ nói những cái tại sao mình đi ra đây, bởi vì đó là một cái di tích chiến tranh, di tích lịch sử rất ư là đậm nét. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng cầu Hiền Lương. Đây, hùng vĩ ghê. Đây là những cái phù điêu, những cái gì để mà có ở trước có mấy bức tượng. Mình lên nó được không cô? Lên được không? Lên được hết luôn hả? Đây lên luôn. Rồi đi xuống dưới đi, xuống dưới đi. Đi lên chứ, đi lên. Hồi đã ra tới đây rồi, phải đi cho nó hết. Đi ra, phải ra tới đây rồi, đi phải đi cho nó hết. Đó. Đây là một cái rất là lớn. Một cái. Ở đây không biết tượng cái này nói cái gì. Đã ra tới đây là phải đi sông Hiền Lương. Rồi phải qua cầu Hiền Lương. Phải nói. Đây. Đây là. Đây. Cái bức tượng này, bức tượng gì tên gì cũng không biết nữa, nhưng mà rất là uy nghi. Ở đây chiếu những cô gái và những người trẻ tuổi, đại khái. Bức tượng tên gì ta? Đây. Ok. Thì có thể đi, mình chỉ lọc còn cái đường này ở phía trước đây là cái cầu mới, cái cầu mới. Còn cái cầu cũ ra ta coi được coi cầu cũ đâu để hồi đi tới. Đây.
Ok, thì mình đi những người bà con của cô này dân địa phương, cho nên vì chỗ đó ra họ rất là rành ở chỗ này. À, đó thì bây giờ mình live stream để mình nói là bắt đầu mình đi tới một cái địa danh mà nó gắn kết với lại cái lịch sử Việt Nam mình. Đó là một cái cầu cách đây năm hơn năm hơn 47 năm, là 50 năm đã chia cắt đất nước mình, bắt đầu từ năm 1954. Đó. Mình đi theo thì có một anh chàng phó nháy cũng bà và bà con gia đình luôn, tình nguyện chụp hình cho mình. À, cũng hay, tự nhiên đúng là coi như là thiên phù. Đây, đây là một người anh bà con của cô ấy và dân địa phương ở đây hướng dẫn mình đi. Đây anh chàng này. Đó. Bây giờ mình đi qua cái cầu cũ tiếng là mình đi sao? Mình đi Hôm nay sáng họ chở mình qua đó. Thôi mình lên xe mình chở qua lên đó. xe chở qua đó hả? Chở đồ đi Thì đi mình bộ gần nắng. đi bộ chết luôn á. Đi bộ Ok, nắng. để chưa? À, đôi lúc bà cái tiếng Quảng Trị với là cái tiếng này nó rất là dễ thương. Đôi lúc mình nghe không được nhưng mà mình hỏi lại thì ok. Cái người dân ở đây rất là chân chất, mộc mạc mà rất là dễ thương, nhiệt tình nữa. Tao nói tao muốn đi thờ cái cầu Hiền Lương á, cầu Bến Hải, là bên ai là hấp đi lên liền. Mọi người đâu rồi? Anh đang ở Lâm, anh đang ở Phạm Quốc Lâm, anh đang ở cầu Hiền Lương, tức như là cầu Bến Hải ngày xưa á. Bây giờ anh lên xe để anh đi tới ngay chỗ cầu, cách đây khoảng chừng 500 mét thôi, mình phải đi xe chứ đi bộ không nổi. Ok. Ở đây là thuộc tỉnh Quảng Trị. Tình quân đi. Tỉnh Quảng Trị. Ok. Chụp được không? Đẹp không? đi luôn, tự nhiên luôn. Nắng quá. Nắng. Cái nắng ở đây thì rất là khủng khiếp. Đó. Đi xe này. Ây da. Đây là mình đang dàn sau sau lưng họ rồi, sau lưng cái tường Dạ. đó mà. Dạ. Cho tôi từ chút. Nó chơi trời chơi kì. Chưa chưa nắng lên tí nữa. Tôi bự quá anh ơi. Chưa đặt. Giặt vô dịp. Rồi. Rửa mắng vô nữa thôi. Rồi. Nên kỳ lên vô, vô lên mắt luôn. Đẹp quá cái tượng đó. Quay đẹp Cái đấy tượng đẹp đó tên gì? Cái tượng gì? Cái tượng đó nó có tên gì? Nó có cái mấy cái Nó có cái phù điêu, nó phải có cái tên chứ. có cái gì nó để dưới á. Hả? Mà không đọc. Nguyên cái tượng đấy chứ này. Chú này nhìn nhìn ra. Chú này nhìn ra câu hình nữa đây. Nguyên mấy thằng to đó được mà hả? Đó đúng rồi. Ừ, đẹp chưa? Mấy chim xả lại xíu. Trời ơi, Hiệp ơi, ông đưa lên YouTube là Hiệp. Ông đưa qua Mỹ luôn á. Đây để rồi cầu Hiền Lương, rõ ràng là cầu Hiền Lương đó, đó thấy chưa. Cầu này là cái cầu này là cầu mới, cầu giải phóng này, còn cái cầu cũ phía bên kia đó, cái cầu cũ cũ phía bên kia bên bắc bên nam bên đó rồi. Để hồi nữa mình tới cái cầu này, hàng tức như là hiện giờ mình đang vàng đi á, là bên nam còn hàng bên này là bên bắc nè. Chị hai bên đây đó, dân Việt Nam nhưng là bên Mỹ. Họ có ai đoàn họ đi chơi kìa. Dạ đúng rồi. Bên đây chụp quán mà đẹp hơn này. Đó, bên này chụp đẹp hơn nè. Nắng bố vô vô luôn. Ok, khủng khiếp tắp luôn. vô. Nắng giờ còn nắng. Nắng kinh khủng luôn. Nắng cháy da luôn. 4 giờ chiều mà còn nắng đấy. Rồi, ok. Mai là 4 giờ đi thôi. 4 giờ mà nắng Đây, cho mọi người coi. Đây tức như là phía 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 Bắc trở vào. Tức như là cái đầu này á, là cái đầu ngoài Bắc đi vào Nam. Đây, các người coi thấy chưa? Đây à. Ủa cái mua vé nữa hả? Đây nè. Đây,
đây là cái cầu Hiền Lương cũ, cái như là cái cầu chia cắt đất nước mình cách đây hơn 47 năm. Đây. Cái cầu này thì tuy nhiên là sắc dở đã nói rất là nhiều rồi, mình không cần phải nhắc lại. Nhưng mà cái cầu này cũng vì ngoại bang, những người mà coi như là không có đã vô tình đã xâm nhập đất nước mình và cắt đứt cắt chia đôi đất nước mình. Mình nói như vậy. Nắng kinh khủng, ta hết thấy đường luôn rồi. Sao kỳ ta. Đó. Không thấy đường luôn. Ok thì đây là cái cầu, đây là cái cầu Hiền Lương. Và khách ở đây cũng có khách du lịch nha. Ở đây cũng có khách du lịch đi tới cái cầu đó, thấy không? Nó đã người ta đã tụm năm tụm ba có cái đoàn du lịch đây. Đây là cái cầu. Đây là cái cầu Hiền Lương mà nổi danh của đất nước mình. Đi tới ngay chỗ cái đoạn này. Cái đoạn này là phía bắc, phía bên bắc á, mà đi vào nam thì sơn màu xanh nha. Sơn màu xanh. Đây, đây vẫn còn sơn màu xanh. Không biết nữa. Sơn màu xanh. Đó. Đây. Mình đang đi tiến tới cái giữa cầu. Cái giữa cầu ngay cái chỗ mấy người mà chụp hình đó là ngay cái điểm đó là cái điểm chia đôi đất nước mình. Đó. Thực sự là mình đi tới từ hồi nào giờ mình chưa bao giờ bước chân vào đây, ở đây có khách tham quan và có mọi người giống như hướng dẫn viên du lịch, họ đang nói, họ đang thuyết minh cái gì đó. Ok, thấy hình như là người Trung Quốc phải, không biết phải Trung Quốc mà truyền hình Trung Quốc. Đây các người thấy không? Ở đây sương màu vàng. Ở đây sương màu vàng. Đó, có nghĩa là chuyển. Ở đây sương màu vàng. Đây. Sương màu vàng thấy các người thấy rõ ràng không? Đây. Ok, như vậy là mình đã biết được, tức là cái cầu này nó vẫn còn nguyên thủy. Dán thì dán gỗ nha, dán gỗ. Đây. Khách du lịch cũng đã tới đây. Thì cái ý nghĩa của cái cầu này theo mình nó rất là quan trọng. Đánh dấu một cái di tích lịch sử mà mình phải gọi là cái sự chia cắt đất nước mình trên, để gây cho đất nước mình có một cái sự đau thương suốt hàng mấy chục năm trời chiến tranh. Đó cũng là cái cầu này là dấu mốc lịch sử. Ok. Vậy là mình cũng đã thỏa mãn rồi. Dòng sông. Sông này sông gì? Sông Thạch Hãn hả? Không hiểu. Ê, hỏi tụi nó. Hình như dòng sông này sông gì không biết. Đây. Bây giờ thì chúng ta. Ok. Bây giờ sao cái điện thoại nó tối thui không thấy gì hết trơn rồi. Nhưng mà thôi kệ. Như vậy là cũng thỏa mãn lắm rồi. Tôi đã đi đâu mất hết trơn rồi. Ở đây mà không có người địa phương, ở đây là coi như là mình mù tích, mình không biết gì hết. Ok. Không thấy gì hết luôn. Thì thế là coi như là mình cũng đã tham quan được một cái di tích lịch sử rất ư là quan trọng của đất nước mình. Đây là cầu Hiền Lương cũ và đây là cầu Hiền Lương mới. Người ta vẫn giữ lại và người ta vẫn tu sửa, vẫn giữ nguyên cái hiện trạng ở đây.
Ở đây dân địa phương thì nó có những câu chuyện vui, là hồi xưa trước ngày giải phóng, trước ngày xưa trước năm 75 thì bên ra phía bên này là một anh chàng bộ đội, phía bên kia là anh chàng lính chỉ làm công hòa. Mà gác buồn quá nên hai ông bò nhau tới ngồi đánh bài rồi nói chuyện, có như hai có nghĩa là không có một cái sự chia cắt gì cả đó. Sông Bến Hải rồi, ok đúng rồi, sông Bến Hải rồi. Mình không biết tên cho nên cho mình không biết, thì bây giờ biết là sông Bến Hải. Còn cái con sông gì mà cũng nổi tiếng lắm, chắc ở Huế phải. Chứ có giờ cái gì xin gì thuyền ơi xin chèo nhẹ ở dưới đáy sông còn bạn tôi nằm, cái bài đó sông gì đó. Sông Thạch Hãn ha, đúng là sông Thạch Hãn, ok. Nó như vậy, ok. Rồi ông Phượng ai của tôi ông ngủ, mẹ nó mất rồi. Rồi thì mình livestream bao nhiêu cũng vừa khá đủ. Đây là mình đi đường thôi, có gì tối mình về khách sạn á mình livestream mình sẽ nói cái tâm tư rồi cái cảm nghĩ rồi cái mà mình muốn nói, đúng vậy không? Bây giờ mình không có thấy đường, ban ngày không có thấy đường, không thấy đường chữ, không thấy ai hết trơn á, đâu mất rồi. Mấy ông tài xế mấy ông đi đâu mất tiêu cái cháu rồi, đi kiếm. Đâu mất tiêu ở trơn trời. Ở phía sau của cái này có mấy bụi trúc. Ok vậy thôi, bây giờ mình tạm dừng cái like này lại để mình có thể là mình đi cái nghĩa trang nữa, cũng gần ở đây 20 km đi ha. Ok thôi, bye bye mọi người nha.